Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi video clip tiếp theo trên kênh YouTube của tất cả các anh em nha. Hôm nay ngày Chủ nhật, ngày 13 tháng 10, xin kính chúc quý vị một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui, sức khỏe, bình an nha. Cái bản tin khá là vui trong ngày hôm nay muốn cũng xin chia sẻ cùng với đại gia đình về câu chuyện của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã lên một cái bài viết khá là dài nói về câu chuyện phán quyết của vụ sơ thẩm tranh chấp hợp đồng ủy quyền và bảo vệ hình ảnh của cố nghệ sĩ. Thì tòa án của quận Cầu Giấy Hà Nội đã thông báo là việc kháng cáo liên quan đến việc tranh chấp của nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Loan và bên phía công ty cổ phần BH Media. Thì nói chung là cái phần đó thì mình đã cập nhật ở bên trong cái video trước cho quý vị theo dõi những cái thông tin vui. Và rõ ràng là bây giờ bên BH đã thừa nhận là chị Hồng Loan là người được thừa hưởng tất cả những cái di sản hình ảnh của cố nghệ sĩ, cũng như là bây giờ mà nếu ai muốn sử dụng những hình ảnh của ông Năm là phải thông qua chị Hồng Loan. Đó là một cái thông tin thật sự khiến nhiều người rất là vui luôn. Và rõ ràng thì chúng ta cũng đã biết cái chuyện này lâu rồi, nhưng mà phải chờ cái phán quyết chính thức của tòa án thôi. Đó, bây giờ thì trong cái phần kết thì bên phía tòa án người ta nói là bên tòa án, hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn hủy hợp đồng giữa BH và cô cháu gái HB liên quan đến đám tang là do vô hiệu, buộc BH Media và bà cháu gái HB là phải trả lại cho bà Loan là tổng số tiền là 142 triệu đồng. Và phía BH cũng đã gỡ tất cả những ảnh video liên quan đến cái hợp đồng này. Và bây giờ là Võ Thị Hồng Loan là người có quyền quản lý đối với toàn bộ những cái nhân thân và giá thị trị nhân thân của cố nghệ sĩ. Đó là những cái thông tin khá là vui mấy anh em, mình muốn chia sẻ cùng với quý vị. Và trong cái bản tin buổi sáng hôm nay thì cũng có phần cập nhật thông tin mới từ anh Minh Nguyễn, anh sẽ cập nhật thêm cho quý vị. Xin mời anh chia sẻ ý kiến của mình về sau khi mà bên tòa đã có vụ tuyên chính thức cái vụ BH Cái thông tin này nó có từ ngày hôm qua, buổi tối ngày hôm qua rồi. Thông tin này thì nó khẳng định được cái điều gì? Nó khẳng định được là chị Loan là con hợp pháp. Trong cái phần mà nội dung đó, tòa đã là phán cho chị Loan là thắng ở cái phiên mà sơ thẩm đó. Thì cái thời điểm đó là chị luật sư cũng có đưa tin lên rồi. Thì báo chí mới qua thì cũng đã đưa tin lên cái điều đó là khẳng định chắc nịch là chị Loan là con hợp pháp. Nhưng mà phía bên kia đó, phía bên mà mấy YouTube bảo vệ phía bên kia đó, thì nó cho rằng là phải quản là cái phiên này để mà chờ cái phiên tòa mà đòi nhà đó xét xử xong rồi thì mới là làm cái phiên tòa này. Thì đây là một cái vấn đề rất là vô lý. Ở đây là coi như tòa đã là coi như căn cứ vào cái gì? Căn cứ vào những cái giấy tờ dựa vào cái ngày 8 tháng 7 đó, giống như Minh chia sẻ đó. Thì ở địa phương đó là cái gì? Cơ quan chức năng, ủy ban quận Phú Nhuận, họ đã khẳng định là các giấy tờ của chị Loan đã hợp lệ. Trong cái phần nội dung mà báo đăng lên đó là coi như là căn cứ vào những cái giấy tờ và những cái tài liệu có được từ cơ quan ở tại cái địa phương thì chị Loan đã cung cấp đầy đủ các hồ sơ. Thì cái bên tế tòa quay Cầu Giấy á, thì người ta đã xét thấy và người ta đã tra cứu và người ta đã xét thấy là những cái giấy tờ đã hợp lý, tức là chị Loan là người là được là cái quyền để mà đứng tên trong cái hợp đồng về cái vấn đề hình ảnh của cha của mình. Còn phía BH thì họ cũng đã là coi như đã thừa nhận và cũng đã coi như là cũng đã thừa nhận về cái vấn đề lúc đầu tiên thì có phần vội vàng. Còn phía bên cô cháu gái đó thì nói rằng á, cũng có thông qua, nhưng mà thông qua thì nói bằng miệng, nó đâu có một cái bằng chứng và cái giấy tờ đâu. Bởi vì nói là ra tòa là chỉ có là giấy tờ căn cứ vào đó thôi. Cho nên là mọi người cảm thấy rất là vui. Tại vì cái phiên tòa BH này là cũng là một cái cánh cửa mở ra và giúp cho mọi người mà những ai mà người ta đang ủng hộ chị Loan gì đi á, là người ta rất là yên tâm. Đó, bác bỏ những cái tin đồn của mấy cái hàng như là đám YouTube quay xe đó, thì bây giờ nó tung lên ba cái ADN này kia nọ thì đây cũng là một cái cú tát thẳng vào mặt tụi nó đó, và khẳng định chắc nịch là có cơ sở và hoàn toàn là
đúng đúng với pháp luật là chị Loan là được hưởng cái tài sản đó. Thì cái vấn đề mà cái tòa mà chuẩn bị là coi như là đòi nhà trả nhà thì chúng ta thấy rằng cái khả năng thắng rất là cao, đúng không? Bây giờ mình có chưa có thể kết luận được, nhưng ở cái phiên tòa này chúng ta đã thấy được là chị Loan là con hợp pháp và được hưởng là cảm thấy là rất là mừng rồi đó. Mình chỉ chờ tới cái phiên tòa kia nữa là thôi. Dạ thì trước đó là cô cháu gái cũng đưa ra cái bằng chứng nói với tòa là cái chị Loan này là không phải là con nuôi con ruột gì đó, nhưng mà cô ta không có đưa được cái bằng chứng ra. Bên tòa thì cũng không có đồng ý khoản này. Rõ ràng là trước đó là cũng có những cái hồ sơ trong sổ hộ khẩu nói là ông Võ Văn Ngoan là không có vợ, cũng như là chỉ có một đứa con gái duy nhất, và tên của chị này là Võ Thị Hồng Loan trong sổ hộ khẩu. Thì cái điều đó là bây giờ người ta phải làm trên giấy trắng mặt đen, mà đâu có thể nói khư khư như cái cô cháu gái được. Nó bây giờ cô ta thì rõ ràng là không muốn thua trong cái vụ này, nhưng mà bây giờ là giấy tờ đó quá rõ ràng thì cái kết quả là cô ta thua và phải bồi thường cái số tiền mà coi như doanh thu của đám tang đó cho chị Loan, và chị Loan đã làm từ thiện rồi đó anh. Đúng rồi, thì bữa lấy số tiền đó đi đi gửi cho bên Mặt trận Tổ quốc đó, đúng không? Dạ. Ừ. Thì đây là một, phải nói là đây là một cái thông tin rất vui và khẳng định chắc nịch 100%, và đó là một cái cú, là một cú vả thẳng mặt những cái kẻ mà coi như là lên nói chị Loan là nuôi ruột này kia đó. Mọi người thấy rõ ràng là ra tòa là chỉ căn cứ ở bên là bên tòa đó, bên là coi như hội đồng xét xử, ta căn cứ vào giấy tờ chứ đâu căn cứ bằng cái miệng của tụi nó đâu. Bây giờ có nói gì đi chăng nữa không có qua bằng giấy trắng mực đen. Đi ra tòa là giấy trắng mực đen à, người bên tòa án mà bên triều đình mà người ta chép rất kỹ, giấy tờ giả mạo hay thật là người ta chép rất kỹ. Và khi mà chị Loan đi cùng với luật sư đó thì đi ra ngoài đó là lấy theo những cái giấy tờ. Lúc đầu tiên là họ yêu cầu chị Loan là phải là chứng minh về cái nhân thân của chị Loan, đúng chưa? Thì tại cái thời điểm đó là chị Loan cũng kiểu như là đang giữa cái vấn đề gọi là kiện tụng, và cái thời điểm đó là trên ủy ban người ta cũng là chưa có đưa ra cái thông tin là giấy tờ của chị Loan hợp lại, đúng không? Thì ngay cái thời điểm ngày 8 tháng 7 đó, nhớ không? Ngày 8 tháng 7 đó, khi mà bên ủy ban người ta đã kết luận khẳng định chắc nịch là giấy tờ hợp lại đó, thì coi như là hình như là cách đó tuần sau chị Loan đi ra Hà Nội. Đó là coi như là đầy đủ những cái giấy tờ thì mình thắng rồi chứ có gì đâu. Nó rất là đơn giản. Dạ. Thì nói chung là cái phiên tòa này nó là cái tiền đề rất là quan trọng cho cái vụ xử nhà số 5. Thì coi như là mẹ con của họ đã thua một cái bàn thua phút 90 cộng 8. Bây giờ thì cái câu chuyện pháp lý nó quá rõ ràng rồi, và bây giờ chỉ chờ tòa thông báo về cái vụ nhà số 5 nữa. Và khả năng của chị Loan giành chiến thắng là khá cao. Và bây giờ coi như là mẹ con nó bây giờ có muốn rút đơn kiện thì cũng chả kịp nữa. Và cái thông tin mà trước đó mấy anh em mình cũng đã phân tích là về cái vụ mà một số YouTube bên đó nói là ông chú Năm là không có con nuôi, tin chính xác 100% và có giấy trắng mực đen đó. Thì không biết những cái hình đó thì tụi nó Photoshop hay là bà Sáu nó sao lưu ở đâu ra mà đưa cho nó nói như đúng rồi, thì nhiều người cũng lo. Nhưng mà bây giờ là báo chí tòa án người ta lên tin thì chính xác là không thể chạy đâu mà sai được. Nó thì coi như là một cái cú vả thẳng mặt. Mẹ con của họ nhận được cái tin này thì coi như là cũng gọi như là chắc là phải ngốc khóc ngất nhập viện thôi. Đúng rồi, báo pháp luật đưa lên mà là chính xác 100% đó. Bây giờ cái vấn đề đừng có nói vấn đề nuôi ruột nữa. Đã ở cơ quan địa phương, ủy ban quận Phú Nhuận người ta đã khẳng định là giấy tờ hợp lệ rồi. Bây giờ mấy kia nó giỏi hơn mấy triều đình không? Nó giỏi hơn pháp đình không? Cho nên là đây cũng là một cái chiến thắng này mà phải nói rằng là một cái cánh cửa mở ra cho cái phiên tòa sắp tới nè. Thì nói chung ra thì bên kia họ vẫn kháng cáo đó. Nhưng mà ở đây là hủy cái vấn đề mà cái phiên sơ thẩm đó, là tòa ngoài Hà Nội đó là đã xác nhận là chị Loan chiến thắng. Dạ. Ở cái phiên sơ thẩm. Còn nghe đâu là cái phiên kháng cáo, đúng không? Cái cô kia là vẫn kháng cáo thì cứ chờ thôi. Dạ. Nhưng mà tôi tin chắc rằng những cái gì mà cái bài báo này đưa lên là cái điều rất là vui. Tại vì những quan trọng là giấy tờ chị Loan là hợp lệ, chị Loan mới thắng được. Thì rõ ràng là cái phiên sơ thẩm đó là coi như là BH cũng đã là coi như là có chung cùng chung tiếng nói, và tòa đã khẳng định là chị Loan thắng. Đúng không?
Dạ. Đó là một cái tin phải nói rằng rất là vui và rất là chấn động, một cái tin sét đánh ở phía bên kia luôn đó. Dạ. Phía bên kia là bây giờ là cũng đang rất là gầu á. Coi như tôi là bảo đảm ngồi trên đống lửa, coi như là khóc ngất thôi, thua rồi, chịu thua rồi. Tại vì cơ quan người ta đã xác nhận những cái, nói chung là khi mà ra đó người ta đã check lại những cái giấy tờ, xem những cái giấy tờ này là đúng là thật hay không, thì rõ ràng người ta đã căn cứ rồi, căn cứ vào giấy tờ đó. Và cái vấn đề mà ngày ngày ở địa phương ngày 8 tháng 7 đó, cái quyết định đó là người ta đã có cái cơ sở đây để mà xét xử cho chị Loan Thắng đó. Chứ lúc đầu tiên là chưa đâu. Lúc đầu tiên là chị Loan còn đi tới đi lui mệt lắm. Dạ. Tại vì đâu có chưa có chứng minh được. Lúc đầu là đi đi lên xuống tòa liên tục đó. Thì đây là một cái thông tin rất là vui luôn. Và nhiều khán giả mong chờ quá là lâu rồi. Tại vì cái câu chuyện này chúng ta nói gần tới 2 năm rồi. Nó cứ vòng đi vòng lại hoài. Và đây là một cái tiền đề để mà giúp cho chị Loan có thể giành chiến thắng cái vụ nhà số 5. Coi như là kết thúc cái câu chuyện này luôn. Chứ nhiều người cũng cảm thấy khá là mệt mỏi. Từ những người quay xe, lật mặt, nội gián, rồi những kẻ hai hàng, nói chung là nó rất là tùm lum, rất là nhiều việc, ai cũng mệt mỏi cả. Chị Ni cũng mệt, mà chị Loan cũng mệt, ai cũng mệt hết, ai cũng muốn cho xong hết cái vụ kiện này, ai cũng về gia đình riêng của họ, okay, kết thúc lại câu chuyện này. Với cũng mong cho chú Năm là được yên nghỉ, đúng không anh? Đúng rồi, thì nói chung ra câu chuyện gần 2 năm bây giờ đó. Bây giờ mọi người thấy rằng chị Loan bà rất là khỏe, mà mọi người thấy không, bán hàng bán buôn đồ này kia rất là tươi vui vui vẻ, mặc cho tụi kia nó nói gì nói, mà đa số thấy là toàn ở đám YouTube nó nói không à, mọi người thấy rõ ràng không đó. Thì nói chung ra tụi nó đó, theo như là cái đầu của tụi nó suy nghĩ á, là chị Loan sẽ thua, là giấy tờ là không đúng, không hợp lệ này kia kia nọ, là coi như cái tụi mà quay xe nó cũng suy nghĩ vậy. Nhưng mà mình thấy rằng tụi này nó rất là hèn, nó chơi ba trò hai mặt nó rất là hèn. Và nó cũng không có mà cái kiểu như là có cái sự hiểu biết về cái vấn đề mà cái kiến thức học lớp 3 mà khai lớp 9 á. Đó, cứ lên là phán như đúng rồi. Trong khi là những cái vấn đề mà chúng ta thấy là giấy tờ này kia đó, thì mình phải xem xét là từ ở cơ quan người ta thông báo, từ báo chí người ta đưa lên đó, chứ đâu phải là cái chuyện mà giấy tờ mình nói khơi khơi được. Yeah. Bây giờ mình đâu có, mình không thể nào tiếp cận được những giấy tờ chị Loan, đúng không? Nhưng mà mình nghe quỹ ban người ta lên nói vậy là mình rất là vui rồi. Thì bây giờ chứ mình không thể nào tin tưởng được. Thì bây giờ mấy kia mình cũng đâu có nắm được, nhưng bây giờ bên báo lên mà bên tòa án thông báo thì thôi, chứ còn gì nữa, không lẽ sai. Đúng rồi, đó là một cái vấn đề, là đó là cái tin chính xác 100%, nó còn mấy kia về vấn đề pháp lý nó có tiếp cận được không? Đâu có tiếp cận được. Tụi đúng nó, không? Tụi nó thì cũng tự bị vậy đó, tụi nó nói chứ đâu có thông tin gì đâu. Đâu không tin đó, bà lấy ba cái tờ giấy ở trên mạng, ba cái tờ A4 ở trên mạng, rồi bắt đầu nó vẽ, nó thiêu dệt ra chứ. Bây giờ nè, những cái vấn đề mà ở cơ quan người ta đã đưa lên như vậy đó, mình phải tin tưởng vào những cái đó. Còn khi nào mà cơ quan người ta tuyên bố là chị Loan không phải con hợp pháp á, thì lúc đó là coi như là đúng, vậy đó, tôi chấp nhận. Yeah. Còn này cơ quan người ta đã khẳng định là chị Loan là hợp pháp rồi. Mình chỉ chờ cấp cao hơn thôi, cấp cao hơn giải quyết nữa thôi. Yeah. Rồi, cảm ơn ý kiến của anh Minh rất là nhiều, những cái thông tin khá là mới trong cái ngày chủ nhật hôm nay. Và nhiều khán giả thì nghĩ là chắc cũng chờ cái tin này khá là lâu rồi. Tại vì thực sự là cái vụ kiện này nó kéo dài khá là lâu, và rõ ràng là những cái vụ chuyện mà tranh chấp tài sản, bản quyền này kia là thường nó kéo dài lâu lắm mọi người ơi, chứ không phải là đơn giản đâu. Và rõ ràng thì mẹ con của họ đã phải nhận một cái bàn thua ở phút 90+8. Bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ hết trơn rồi. Chúng ta cũng mong chờ cái kết quả cuối cùng của phiên tòa tháng 10, xin lỗi, phiên tòa vụ xét xử nhà số 5, để coi như là kết thúc cái câu chuyện drama này. Cảm ơn ý kiến của anh Minh rất là nhiều, và hẹn gặp anh quý vị khán giả ở các video clip tiếp theo. Thì có những cái thông tin gì mới nóng về chị Ni, chị Loan, mình sẽ cập nhật ngay lập tức nha. Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại nha.